Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của Trung tâm Honey. Mình là Hạnh Nhân, hiện là giảng viên bộ môn nail của Trung tâm. Hôm nay mình có hướng dẫn tại lớp 1 của Trung tâm. Thì các bạn hay hỏi và cái Trung tâm hay cung cấp cho mình là một cái bài mà ai thợ nail nào khi làm bột cũng phải nắm cho vững vô. Là đó là cái bài các bước tiến hành đắp bột. Thật ra đắp bột thì nó cũng khó khó nhưng mà nó cũng dễ dễ khi mà chúng ta đã tập cho kỹ rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ xem clip tiếp theo nha. Bài hôm nay của mình là bài các bước tiến hành đắp bột. Ở đây một cái tay của mẫu như vậy thì chúng ta sẽ tiến hành các bước tiến hành đắp bột như thế nào. Khi khách vô tiệm của mình sẽ quan tâm cái phần cái nền móng của khách xem có cái gì để chúng ta xả ra để quay về cái natural như bình thường của móng tay của khách. Xả ra thì chúng ta sẽ quan tâm là gồm có sơn thường, sơn gel, đắp bột hay đắp gel. Mỗi loại mà chúng ta sẽ có cách xả khác nhau. Còn với sơn thường thì chúng ta sẽ xả bằng acetone. Với sơn gel hay đắp bột, đắp gel thì chúng ta sẽ sử dụng máy mài. Chúng ta xả quay về cái tình trạng móng ban đầu như vậy rồi thì chúng ta sẽ tiến hành đắp bột. Khi tiến hành đắp bột thì chúng ta sẽ vệ sinh da. Khi này chúng ta sẽ có hai giả thuyết đặt ra. Giả thuyết thứ nhất là chúng ta nên cắt da trước khi đắp bột. Giả thuyết thứ hai là chúng ta nên cắt da sau khi đắp bột. Vậy bây giờ chúng ta sẽ phải giải quyết là nên cắt da trước khi đắp bột hay cắt da sau khi đắp bột, cái nào sẽ tiện lợi hơn. Ở Việt Nam thì thường các bạn sẽ cần tỉa da sạch, vì ở Việt Nam xem cái việc cắt da là cái một trong những bước là người ta rất là thích. Còn ở nước ngoài thì thường xem cái việc cắt da giống như là cái việc phụ trợ để làm cho cái bộ móng đẹp hơn. Vậy cái việc cắt da trước khi đắp bột nó sẽ có nguy hiểm hay là an toàn? Thường là cắt da trước khi đắp bột sẽ giúp cho chúng ta có cái nền móng sạch hơn, có cái khóe sạch hơn để chúng ta đắp lên, chúng ta không có bị tràn lên da, không có bị giống như là đập bột lên da thì sẽ bị gây líp móng rồi này kia. Thì thường chúng ta sẽ làm sạch cái bề nền móng đó. Và nếu như mà chúng ta cắt da trước khi đắp bột thì các bạn lưu ý là cắt sơ sơ thôi, cắt những cái phần da nằm ôm trên bề mặt móng thôi. Còn nếu như mà các bạn cắt quá kỹ, cắt quá sâu làm cho khách bị phạm thì khi này khi mà các bạn đắp bột, liquid sẽ chạm vô những cái vết phạm đó sẽ làm cho khách bị đau, bị rát. Và đặc biệt với những khách dị ứng mạnh với liquid thì sẽ gây những cái vết thương, thì đó là điều không nên chút nào ha. Vậy chúng ta hãy chọn phương án an toàn bằng cách là chọn cắt da sau khi đắp bột. Sau khi đắp bột xong rồi chúng ta hãy đi đầu khóe da, xong sau đó chúng ta thấy cái da nào dư quá chúng ta mới cắt tỉa. Vậy nếu như chọn phương án sau khi đắp bột mà cắt da thì chúng ta cần phải làm gì trước khi đắp bột? Chúng ta cần phải làm vệ sinh cái nền móng thật là sạch bằng sử dụng bằng những cái đầu của máy mài như vậy. Vừa rồi là các bước tiến hành đắp bột. Vậy đố các anh chị vậy đó, là cái khâu nào giúp cho cái việc mà cái bộ bột đắp ở trên ngón tay trở nên là bền? Thì các anh chị hãy comment bên dưới giúp Nhân nha. Sau khi mà các anh chị nắm được cái kỹ thuật mà làm cho cái bộ bột của mình trở nên bền với thời gian á, ngoài các yếu tố như là kỹ thuật và đắp bột như thế nào, các anh chị có thể tiến hành đắp thử nhà đi, xem coi bộ bột của mình được bao nhiêu lâu. Có thể đắp thử trên tay mình, cũng có thể đắp thử trên tay mẫu. Nếu như có điều kiện các anh chị đến với thành phố Hồ Chí Minh, mời các anh chị hãy đến với 161 163 Hoa Lan, phường 2, quận Phú Nhuận để tham quan các cơ sở học tập của tại Trung tâm Honey. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Nhớ bấm follow kênh của Trung tâm nha.